Em giận không luôn á. Thôi, chiều nay dắt đi shopping nè, hiểu không? Nịnh quá. Hai đứa. Trời ơi, giờ đem còn giỡn nữa. Đi làm đi con. Thôi đi mẹ ơi, con chán cái công ty lắm rồi. Mẹ không có biết đâu, cái ông già dê đó đó, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vô trong người của con hết á. Em nói sao vậy? Anh thấy chú Đức ông đứng đắn lắm đó. Ông còn lớn tuổi hơn mẹ Kim mình nữa, làm có chuyện đó. Đúng rồi, tại vì em đẹp. Yeah. Ông lớn tuổi hơn mẹ thành ra ông chê mẹ ở đó đó chứ bộ. Nhưng mà điều mẹ là bạn của vợ ổng, cho nên mẹ cũng tránh đừng để mấy cái chuyện nó xảy ra. Với lại con coi đó, mẹ là cái tiếng của mẹ trong giới vàng bạc ai không biết, tự nhiên làm mất tinh danh vì ba cái chuyện dớ dẫn. Nhưng mà mẹ ơi, đó là chuyện của ngày xưa. Còn mẹ biết không, bây giờ hả, bao nhiêu đứa con gái trong công ty là ổng vớt sạch hết. Chỉ riêng có một mình con là còn sống sót lại thôi đó mẹ. Kinh khủng chưa? À, Liễu à, mẹ muốn con suy nghĩ chuyện này. Con thấy hoàn cảnh nhà mình đâu có được như xưa đâu. Bao nhiêu vốn liếng làm ăn mẹ thua lỗ hết sạch rồi. Cái nhà thì giờ nó còn có cái xác không à con. Mà con thấy chú Đức cho con đi làm, chú trả lương hậu quá, mà muốn gì nữa con hả? 3 triệu một tháng ngồi trong máy lạnh, chỉ có chuyện là coi sổ sách giấy tờ, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, quá tốt đi con. Mẹ, con có ý kiến ha. Con thấy là mẹ đừng có quá lo lắng về chi tiêu trong nhà mình nữa.
Mặc dù là con chưa hỏi ý kiến của mẹ, chứ em liệu nhà mình, nhưng con có cách. Con có cách hả? Trời ơi con ơi, mẹ thức trắng mấy đêm mẹ suy nghĩ về chuyện này nhưng mà vẫn chưa tìm được cách. Chứ lại con thấy mẹ là sung sướng từ nhỏ quen rồi, bây giờ tự nhiên phải sống khổ vậy mẹ chịu không nổi con. Con hiểu mẹ mà. Cách làm như vậy, con đã tìm được hai cái nhà mẹ, cái nào cũng được hết, được giá mà đẹp nữa. Mà nhà bên bển á, có không gian trước sau thoáng mát, có vườn nữa. Nhưng mà diện tích ở bên đó nhỏ hơn nhà mình một chút thôi. Gia đình mình bán nhà này đi, mình chuyển sang bên đó ở. Lúc đó mẹ dư ra một khoản tiền, mà số tiền này không có nhỏ đâu nha. Mẹ dùng số tiền này để kinh doanh, rất là được. Hay, hay. Hai vợ chồng mày đồng vợ đồng chồng quá ha. Mày nói chồng mày nó ca bài khác giùm tao được không? Chứ có bài này nó ca hoài làm sao vậy? Hay mỗi lần thiếu tiền túng tiền nó đòi bán nhà à? Trời đất ơi, bán cái nhà trước nè, vô ra được mớ tiền, xài hết xong bây giờ đề nghị bán cái nhà sau nữa. Lần chuyển nhà này là lần thứ ba rồi con. Bây giờ con tính sao? Muốn cho mẹ vô hẻm hay vô chung cư ở? Tính cái chuyện phú quý giật lùi hoài là sao vậy con? Những lần chuyển nhà trước, tại mẹ buôn bán làm ăn thua lỗ, chứ tụi con có xin xỏ hay phá hoại đồng nào của mẹ đâu. Đó là con còn chưa tính đến số tiền đóng góp là 1/4 ban đầu của căn nhà. Lúc mẹ bán căn nhà bên bển á, mẹ có chia phần cho con đâu, mẹ nhớ không? Thì 1/4 của con nó vẫn nằm trong cái nhà chứ có mất đi đâu, tự nhiên con nói ra. Con biết ngay mà nói vậy mà. 1/4 căn nhà của bên bển á, trị giá có 1000 lượng vàng. Căn nhà có bao nhiêu đâu. Có tỉnh nhắc lại cái chuyện này làm cái gì, nhưng tại mẹ nói nên con phải nói lại cho rõ. Con yêu con gái của mẹ nên lúc nào cũng coi mẹ là mẹ ruột của con hết đó. Con luôn luôn tính phần lợi về cho mẹ và chịu phần thiệt về cho mình. Con tính đủ mọi cách hết đó, cái nào tốt nhất con chọn cho mẹ. Nhưng mà mẹ thấy cách của con không phù hợp với mẹ thì thôi vậy, biết làm sao giờ. Liễu, anh thấy mẹ mấy anh đi làm nó đúng lắm á. Còn cái chuyện mà lão già dê gì đó đó, ổng nó còn sàm sỡ với em á. Em nói với anh xử cho nó cho. Em trung thủy với anh rất là tốt, nhưng đừng làm quá, mắc hay đó. Nhiều khi chú Đức nghĩ tới cái tình quen từ hồi nhỏ cho nên đối xử có hơn cái mức tình cảm hơn những người khác. Thôi con đừng làm lớn chuyện mất cái mối quan hệ đó con. Đúng rồi nha. Thôi vậy anh ra lấy xe đi rồi chở em đi làm. Mà nhớ á, chiều phải đón em về, còn phải chở em đi shopping nữa đó. Lâu lắm rồi em chưa có được sắm đồ á. Rồi, chiều nay dắt đi shopping ha. Ừ. Okay. Con đi làm nha mẹ. Tụi con đi mẹ ha. Ừ. Đánh, 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 đánh. Bác nhà có dư ra một số tiền đó, rồi lại xài hết, rồi lại bán nhà. Mà nhà bán thì càng lúc càng mua nhà nhỏ hơn. Trời ơi trời, không lẽ bây giờ cuối đời của tôi lâm vô cái cảnh mà khốn cùng vậy sao trời. Tôi vô ngay. Alo, con đây, có chuyện gì gấp không ba? Không có, tại ba lo cho con thôi. Mới đi xa về không chịu nghỉ ngơi mà xuống đầm tôm ngay, chậm vài ngày đâu có sao. Ba, con đi học bao nhiêu năm rồi, bây giờ con phải phụ cho ba chứ. Với lại con đang thử nghiệm nuôi tôm giống mới chất lượng cao nên phải theo sát, không có để cho công nhân tự làm được đâu ba. Ba mừng lắm, có con về ba rất yên tâm. Mừng ơi, đi đâu hết rồi? Con chào bác, chừng hôm nay bác có chuyện vui phải không? Mọi người đi đâu hết rồi không? Ở dưới nhà, đang coi cải lương. Trời đất, không lo dọn dẹp nhà cửa lại đi coi cải lương. Thì lâu lâu cũng phải cho người ta nghỉ xa hơi chứ bà. Bác Cái với con mới đi sắm đồ cho anh Khiêm. Chừng ảnh về chắc ảnh vui lắm đó bác. Lâu lắm rồi anh Khiêm mới về nhà,
Con định nấu mấy món quê mình cho ảnh ăn. Ảnh thích nhất là canh chua bông điên điển đó bác. Thôi, chắc con phải cất đồ ăn vô tủ lạnh rồi đó. Sao vậy bác? Y hẹn hôm nay nhà mình sẽ ăn mừng anh Kim về mà. Đúng, lịch là như vậy. Nhưng vừa rồi bác gọi, thằng Hai nó xin lỗi không về được, vì đang bận thả giống mới. Con cũng biết người nuôi tôm khi vào vụ thì bận bịu như thế nào rồi. Uống nước đi con. Dạ. Tính nó từ nhỏ vẫn vậy. Mai nếu nó vẫn không về, bác với con xuống tận nơi có khi vậy mà hay à. Đúng là đàn bà quỷ mị yếu đuối. Thời buổi này có thằng thanh niên ham việc như nó hiếm lắm. Cô ơi, cô làm ơn cho tôi hỏi, ông Đức đã cho chuyện cái bản thiết kế tổng thể của cho khu nhà trẻ chúng tôi xuống chưa? Bực mình, bộ chị thấy tôi đang bận sao? Làm ơn ngồi đợi chút xíu đi. Ủa, mà tôi đâu phải là người nhận cái bản vẽ gì đó của chị đâu, mà tôi phải có trách nhiệm trả chị. Phiền quá. Cô này kỳ quá à. Ông Đức hẹn tôi hôm nay tới đây nhận lại bản thiết kế. Phòng trực này có mình cô à. Tôi không hỏi cô thì hỏi ai? Hay là để tôi vào phòng giám đốc hỏi coi ông Đức trả lời làm sao ha. Nè 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 nè, giám đốc của tôi không có rảnh. Giám đốc của tôi đang bận phải tiếp khách VIP. Chị cứ ra ngồi đợi đi, để tôi vô hỏi cái đã. Có chuyện gì vậy cháu? Dạ, cháu xin lỗi, có một bà khách muốn tới lấy bản thiết kế tổng thể của khu nhà trẻ. Cháu có nói là chú đang bận, kêu bà về, mà bà không có chịu về, cứ ngồi lì ngoài đó đó. Đúng rồi, hôm nay là ngày giao lại bản vẽ, nhưng bên thiết kế còn tính toán lại một chút. Vậy cháu ra xin lỗi bà ấy, hẹn ngày kia chú sẽ cho người giao tận nơi cho bà ấy. Dạ. Phiền quá à. Giám đốc đang bận họp, nói chị về đi, ngày kia tới lấy. Sao kỳ vậy? Công ty của cô đấu thầu với bao nhiêu công ty lớn, chật vật lắm mới trúng được thầu. Trúng rồi bây giờ làm anh như vậy đó hả? Thôi được rồi, tôi sẽ về bàn lại với ban giám đốc, nếu cần thì hủy thầu luôn. Nè nè, chị nhớ nói với ban giám đốc á, hủy thầu luôn giùm tôi đi nha. Đâu phải tiền của tôi đâu mà tôi lo. Đừng có hù tôi, tốn công. Nè, chị không được tự tiện vô phòng giám đốc như vậy. Có chuyện gì vậy chị Hương? Đúng ra hôm nay là ngày giao bản thiết kế, nhân cách em nó đang kiểm tra lại vài thông số, mong chị thông cảm cho. Dạ, tôi chắc chắn ngày mốt tôi sẽ cho người giao tận nơi. Vậy mà cô này không hề nói với tôi những điều đó. Tôi không hiểu tại sao một công ty lớn như công ty của anh mà lại để con bé xếp láo như vậy làm việc. Cô ta làm với tôi đi ăn xin không bằng á. Tôi nói thật nha, cứ để tình trạng này tiếp tục á, anh sẽ bị mất hết uy tín, và chẳng có ai đến cộng tác với công ty của anh nữa đâu. Xin lỗi chị, vì cháu nó còn non trẻ, nó chưa có kinh nghiệm trong đường giao tiếp, mong chị có thông cảm cho. Thành thật xin lỗi chị. Dạ, xin mời chị ngồi. Phần của anh, tụi nó chia hết rồi. Chị có bao nhiêu đây thôi đó hả? Lần này lót đường nhiều, càng ngày càng khó, tôi nhận nhiều, mong anh thông cảm. Tao thấy cái trò mà buôn nước bọt này chán quá rồi, thì phải cắt xì sỏi cũng nên đó. Thời buổi này trăm thằng bán, mười thằng mua, khó khăn lắm. Anh có kế gì cho thằng em này theo với? Mày để đó tính đã đi. Má nó bực quá đi được. Lúc khó khăn thế này không thấy thằng nào giúp đỡ hết á.
Alo. Anh hả? Qua công ty đó em liền đi. Em chịu hết nổi rồi. Em không có ở đây thêm một giây phút nào nữa hết á. Qua liền đi nha. Ok, qua liền. Vậy ha. Cầm xài đỡ đi. Khi anh tao có nhiều, tao chia cho nhiều. Vậy ha. Dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, em đẹp quá à. Không thua gì chị Liễu hết á. Xong chưa chị? Chuẩn bị đi em, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Giật mình hả? Đang nghĩ tới trai chứ gì? Có gì không chị? Mày coi nè, mày mới đổ kiểu gì vậy? Chật nấc nàng vậy sao tao mặc được? Ngực mình mới đi à? Chắc là chị mập lên, chứ đúng số đo đó mà. Cái gì? Mày nghĩ sao mà mày nói tao mập? Mày mập á thì có đó. Tao không có biết đâu, mày đi sửa liền cho tao đi. Tao mà không có mặt là mày liều hồn mày với tao á. Cái gì? Biểu em sửa liền bây giờ hả? Giỡn chơi sao mà kịp? Chị cứ làm đi, lát nữa em xuống liền. Ôi, thực đơn vậy lấy thế một mình chị sao mà làm? Chị cứ làm mấy món dễ dễ trước đi, em xuống liền mà. Không biết làm gì đâu mà làm. Trời ơi, chuyện này là chết chắc rồi. Trời đất ơi, tới cái bàn gì kia vậy? Kia bên trái. Bên trái của bà chủ, bên trái của tôi. Bên trái của cậu. Kia bà mà ngược cái trước cái sau coi vậy được hả? Kỳ cục quá. Trời ơi là trời. Chào mừng quý khách mà quay mặt vô trong thì ai mà thấy. Quay ra. Làm ăn gì kỳ vậy? Mệt ghê luôn à. Không nói ai được hết trơn á. Dạ bà chủ, tụi tôi đến đây nè. Cái gì vậy? Còn cái áo nào mỏng hơn nữa mặc không? Này gọi là thời trang đó. Bà chủ ơi, cho nhân viên của em thay đồ ở đâu vậy? Gần bếp có cái phòng. Nhưng mà cẩn thận, tôi chừng bể đồ đá trong nhà tôi nha. Bà chủ nói vậy là khinh thường em rồi. Em là chọn là ok. Vô mấy đứa. Không dám đâu. Dùm cái tướng thấy là bể hết đồ đá trong nhà ta. Thấy mà ớn à. Người gì đâu á. Ai chết chết chết. Ôi chết chết. Trời ơi trời. Hả hả. Trời ơi. Nè nguyên vỡ trái cây của tôi. Nè nha. Cậu đền nha. Cậu đền hết vỡ trái cây điện của tôi nha. Bưng vỡ trái cây này đằng kia. Là mang kiểu gì vậy? Trời ơi là trời. Tôi nói thiệt á. Ríu vào trong nhà, lượm hết đống kia lên cho tôi. Nhanh lên. Con Na đâu? Con Lanh nữa. Trời ơi, một đám nè. Không có trả tiền cho đứa nào hết trơn á. Quá mệt mà. Tao đang điên lên đây nè. Biểu cái con Na nó đem đồ. Không hiểu nó mấy cái kiểu gì mà chực nức à. À, mà tối nay tụi bay định đi đâu vậy hả? Na ơi. Mày không biết gõ cửa phòng hả cái con kia? Người gì đâu mà mất lịch sự à. Dạ em xin lỗi. Gì bà chủ kêu em xuống gấp kìa. Lẹ lẹ lên em. Vậy thôi ha. Ok bye bye. Mày sửa xong đồ cho tao chưa mà định đi đâu vậy hả? Dạ xong rồi. Chị mặc thử coi. Xong chưa? Trời đất ơi sao bể bổn vậy? Làm cái gì mà lâu vậy? Tụi con chỉ có hai tay à, làm sao mà kịp chứ. Mày trả treo hả mày? Giao cho bao nhiêu ngày mà ngâm nó giờ mày nói hả? Tiệc lớn gì bà chủ giao có hai ngày làm sao tụi con làm kịp. Mày tin tao tát trong mặt mày không? Nói năng giọng đó đó.
Con Na. Dạ. Cấm xong Hoa vô bếp làm chuyện. Con lành mày liệu mày vô mày phụ nó đó. Mày nói cái ăn nói giọng nó tao trừ lương mày bây giờ á. Bà chủ có trả con đồng nào đâu mà trừ lương. Dạ dạ tụi con sẽ làm ngay ạ. Hay quá ha. Nói chuyện cái giọng đó đó. Cái chuyện gì của một mình tôi làm sao mà tôi khổ với đám này ghê á. Bà chủ mà khổ gì, chỉ có giỏi sai người khác không à. Bắt tụi mình làm hùng hục như con trâu vậy đó. Mà Na nè, ngoài từ dạ dạ ra còn từ khác không? Dạ. Nữa. Thôi thôi mà chị, chị làm lẹ đi, còn có 1 tiếng nữa thôi á. Cái gì? 1 tiếng nữa hả? Chắc tụi mình điên mất quá. Sao sao sao? Dạ, xong chưa? Hả? Cái gì vậy? Bây giờ mà chưa xong là sao vậy? Ở ngoài kia người ta gần xong rồi, tụi mình mới chưa mới xong. Trời ơi. Mẹ ơi, khách tới rồi mẹ. Hai đứa đi xuống bếp coi còn gì đó làm hết. Đi lẹ. Trời ơi, ghê luôn mẹ. Đi ra tiếp khách mẹ. Tươi lên mẹ. Đi mẹ ha. Tự nhiên nha. Rồi, cảm ơn để nó cho cô tự nhiên nha. Dạ. Trời ơi, mới nhìn sơ qua đã thấy ngon rồi đó. Mà Ly còn bài biện khéo léo nữa. Đúng đó. Nè, mướn nhà hàng này ở đâu vậy? À, dạ không có nhà hàng. Tất cả làm con gái em làm đó chị. Trời ơi nè, nó bài trí, nó sắp đặt ở trong phòng này nha. Rồi thức ăn thức uống một tay cháu nó làm hết trơn á chị. Để lần sau nếu có đãi tiệc á, nhất định tôi phải nhờ chỗ này mới được. Dạ. Không ngờ giỏi đẹp quá. Người mà lại giỏi giang quá. Nè, mai mốt mà cô có đám dỗ đó nha, con lợi con tiếp cô nấu nha. Dạ. À, hai chị ơi, bây giờ thì xin hai chị giúp em chuyện này nha. À, dạ, cái chị rồi em đi từ thiện với mấy anh á, đi mấy bên doanh nghiệp mình đó chị. Đến thăm rồi thấy các em nha. À, dạ. À, dạ, xin phép được mời hai chị nha. Dạ, trời em xúc động lắm chị. Trời ơi, các em có khi nó ăn con bữa rồi nó sao nó nhìn chị ơi. Rồi có lúc mà nó tới trường nha, nó phải đi chân không á chị. Mình nhìn nó đi chân đất mà mình xót xa chị. Thôi tập hợp bạn bè của em mình lại. Người ta yên tâm góp vô để các em nó có cái mái nhà, cái nơi ăn chung ở gì mình yên tâm hả chị á. Được, chúng tôi sẽ giúp. Sẵn sàng. Dạ. Mời hai cô. Sẵn sàng. Dạ. Dạ. À chị. À, anh Minh. Đây, có khách rồi. Đây. Anh Minh đây cô. Anh Minh đây chị Lâm nha. Nè, sao mẹ nói kỳ vậy? Tao nói gì đâu kỳ, nãy giờ tao nói nhiều chuyện tao đâu biết tao nói gì đâu. Mẹ nói con á là người tổ chức nè, rồi làm hết cái bữa tiệc ngày hôm nay nè. Trời ơi, mẹ biết là con đâu biết làm gì đâu. Con ơi, lời nói gió bay con ơi. Nhiều khi họ khen ngon đó, cái bữa sau họ quên rồi, có gì đâu. Trời ơi, mai mốt mà mấy bả kêu con qua phụ thiệt á là chết con đó mẹ. Tao không cho mày qua. Con nghĩ gì đâu vậy, không biết nữa. Ủa? Sao hẹn tới giờ này chưa tới? Tới giờ rồi nè. Hả? Mẹ khéo lo quá à. Ảnh là người lớn mà, nói một là một, hai là hai. Dạ, tất cả mọi chuyện này do cháu Liễu làm đó ạ. À. Gớm, làm giỏi dữ lắm á. Sếp nó bể rồi đó. Cái gì vậy chị? Bà chủ đó nói với mấy bà kia là tự tay chị Liễu làm tiệc. Bà có biết làm gì đâu ngoài việc ngắm vuốt và ngủ đâu. Mà ông trời thật là bất công nha. Bà đẹp không bằng một nửa của em. Làm việc gì cũng không có xong. Chị biết sai người khác không à? Mà làm không vừa ý là chửi người ta. Nói nhỏ nhỏ thôi, chị nghe được là chết đó. Làm gì phải sợ chứ. Chị thấy cái chuyện này giống như cái chuyện cô bé Lọ Lem. Ừ. Mà giống thiệt nghe. Có hai mẹ con bụi gì ghé ác độc rồi. Còn em chính là cô bé Lọ Lem. Làm gì có chuyện đó hả chị?
Ừ thì em không phải là chị em ruột với cô ta, nhưng là cháu, coi như là cũng có là họ hàng rồi, đúng không? Chị đừng có nghĩ về bác Kim như vậy. Bác ấy tốt lắm, bác ấy mang em về nuôi từ nhỏ. Em được như vậy á cũng là nhờ bác ấy. Nếu chị mà là bà Tiên ở trong chuyện thì... Nè, con muốn dự buổi tiệc này lắm phải không? Gì cười? Trả lời đi, đừng có cười nữa. Tiên gì mà mập ú à. Nè, giả bộ giọng đáng thương chút nghe. Trả lời đi. Con cũng muốn đi dự tiệc lắm, nhưng mà con không có quần áo đẹp để mặc. Con đừng khóc nữa, con là cô gái tốt, ta sẽ ban cho con ba la, xì bùa xì bùa xì bùa xì quách sữa hột gà. Xíu xíu nữa thôi, con sẽ có một bộ quần áo đẹp, bảo đảm khi hoàng tử gặp con sẽ chảy nước miếng. Hoàng tử gì mà kinh dị vậy? Chắc là hoàng tử giỏm rồi. Lần sau mấy chị có tới nhớ dẫn ông xã theo nha, đi cả nhà cho vui chứ. Dạ xin phép, xin phép nha chị. Dạ chào cậu Thiên Vũ. Trời bà ơi, tưởng là cậu không đến đó chứ. Dạ thưa cậu, ông cho em khỏe không ạ? Dạ cảm ơn bà, ba tôi vẫn khỏe. Bà biết đó, tôi đang rất là bận công việc, nhưng tôi bỏ hết để làm từ thiện. Tôi nghĩ không có chuyện gì quan trọng bạn giúp cho người ta. Dạ, dạ, dạ xin mời. Xin mời ạ, xin mời. Để em giới thiệu anh với tất cả các vị khách quý ngày hôm nay nha. À cậu Vũ, đây là bà Hồng, bà Quý, bà Lâm, bà Liên và tất cả những bạn bè, những người rất thân quen của tôi đây ạ. Dạ. Xin chào các bà, các ông ạ. Tôi xin trân trọng giới thiệu, đây là anh Thiên Vũ, con trai của ông Trần, tên thường gọi là Mr. Chen, một trong những triệu phú ở Đài Loan ạ. Hôm nay anh Vũ cũng có mặt trong bữa từ thiện của chúng ta ngày hôm nay ạ. Dạ, ông Chen nào? Sao nghe nó lạ quá à? Ủa chị không biết hả? Ông Chen nổi tiếng lắm mà. Dạ, ông Chen là một trong những doanh nhân thành đạt nằm trong vòng top 10 của Đài Loan đó bác. Hèn chi, tôi thấy mặt ông này hơi quen quen. Hình như là có gặp ở đâu rồi thì phải. Dạ đúng rồi bác, anh Vũ thường xuyên xuất hiện trong những chương trình nói về những doanh nhân thành đạt trẻ có triển vọng của thành phố mình đó bác. Dạ tôi nghĩ là thưa quý vị, trong cái buổi họp mặt từ thiện hôm nay rất cần sự giúp đỡ của cậu Vũ ạ. Tôi nghĩ chuyện đó không thành vấn đề, tôi đã chuẩn bị sẵn tiền mặt. Dạ đây là dịp để tất cả những người có tấm lòng hảo tâm làm từ thiện, nên không chỉ riêng tôi mà tôi tin tất cả quý vị có mặt ở đây cũng sẽ rất nhiệt tình ủng hộ, đúng không quý vị? Trước khi gặp anh, em có nghe người ta nói về anh như là một nhà hảo tâm vậy đó. Hôm nay được gặp mặt quả đúng là không sai. Cô thật là quá lời ạ. Xin phép cô. Ồ, đẹp quá. Tôi có thể xem được không cô? Dạ không có chi, đây là vòng ngọc gia bảo của dòng họ em để lại ạ. Thì ra là như vậy, quả thật là không sai, tinh xảo quá. Chắc quý lắm phải không cô nhờ? Dạ. Dạ thưa quý vị, đây là chuỗi ngọc từ thời chú Nguyễn ạ. Bà cố nội tôi để lại cho tôi, và tôi cho con gái tôi để làm của hồi môn ạ. Nhưng mà trong trường hợp này thì con quý vị thấy đó, cô Liễu vừa làm từ thiện mà cũng vàng da đỏ thật là quý giá. Xin tất cả quý vị hãy chia sẻ cùng cô Liễu và có những nghĩa cử cao đẹp.
Xin mời quý vị ạ. À, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Dạ mời cậu Vũ ạ. À, dạ dạ. Với mẹ cháu. Dạ con cảm ơn con mời ạ. À. Dạ dạ con chào bác, con mời bác ạ. À. À cậu Vũ à, cậu thật là dạ, tốt đó. Dạ. À, tôi nói thật ít thấy người nào mà rộng lượng như cậu, thế nào trời Phật cũng phù hộ à. À hôm nào mà chúng tôi đem những cái đồ khuyên được xuống cho trẻ mồ côi á, dạ, hy vọng là cậu cùng à. Đi nha. Con chào. À, dạ chào. Dạ. Hôm nay tôi thấy rất là vui. Dạ. Vì những việc làm của mình góp một phần giúp đỡ cho những đứa trẻ kém may mắn. Dạ. Anh Vũ đúng là một người tốt bụng và rộng lượng ạ. À. Không có gì. Cũng trễ rồi, tôi xin phép đi trước. Tôi còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Khi nào bà tổ chức quyên góp từ thiện, nhớ phone cho tôi. Dạ, dạ chào cậu Vũ nghe. Cảm ơn anh nhiều. Dạ mời anh ạ. À. Dạ anh chị. Dạ. Dạ hai chị về nghe. Dạ anh Vũ về. À. Vui vẻ nghe. Ủa. Chưa dạ, về hả? Tôi về đây. Chúc mừng chị nha. Dạ, có gì đâu chị. Cứ nghĩ là mình làm những cái chuyện này giống như lấy phước cho con vậy mà. Hy vọng lần sau có gì mấy chị phụ với tụi em nha. Sẵn sàng đi. Dạ. Cảm ơn hai bác ạ. Dạ, hai dạ. Bác về ạ. Dạ, chị về. Bà chủ cho chút đã. Cái gì nữa? Ủa việc xong rồi mà. Dạ. Hả? Bà chưa thanh toán tiền. Làm gì dữ vậy? Uống không được ly nước nữa à? Trời ơi, làm như giật tiền mấy người á. Mai đưa được không? Dạ, mong bà thông cảm. Mọi khi chúng tôi xong việc là được thanh toán ngay. Dạ lại tôi đã nói với mọi người là nhận tiền hôm nay rồi. Bà nhìn tụi nó kìa. Thì làm gì dữ vậy? Làm ăn kiểu này chắc không có lần sau quá. Dạ không sao, cảm ơn bà. Rồi, đúng không? Ngày mai anh chở qua đó theo chị này đi. Gì vậy? Sao tôi chuyển tiền mới rồi hả? Toàn là dân có tiền của địa vị mà sao không thấy chi cắt bạc nó hết trơn vậy? Biết ngay mà, ngay từ đầu tao đã linh cảm là chuyện không hay rồi. Bày đặt cho bây giờ không lời mà còn lỗ nữa. Sáng mắt con chưa? Sao chuyện gì đổ bể á, mày cũng đúng hết lên đầu con hết vậy? Gọi điện kêu nó tới đây, coi nó giải quyết ra làm sao. Ê, đợi chút xíu nha. Lanh, thằng đang nghe nè. Cái gì? Có tiền không? Trả tiền sơ những cái coi. Cái gì? Tự nhiên bắt người ta trả tiền, vô duyên. Con này, mày trả đi, lát vô mà chủ lấy lại cho. Lẹ lẹ đi, tôi về tôi còn tính cơm nữa. Nhiêu? 20. Nè. Được bao nhiêu vậy em? Đừng có quên phòng của anh đó nha. Hả? Sao mà nóng dữ vậy? Mới bước chân vô nhà đã hỏi tiền rồi. Ủa? Mẹ nói sao vậy? Tiền không quan trọng, chứ gì quan trọng giờ hả? Được có 12 triệu thôi. Có
thấm vào đầu hết á. Sao mời toàn đồ keo kiệt không vậy? Hết như vậy á, con lén nữa nha. Bỏ xuống. Tôi nói bỏ xuống. Bỏ xuống. Tưởng bao nhiêu đấy là nhiều lắm hả? Cái số tiền này không đủ tiền để tôi trả thức ăn nữa mà. Con có nói gì đâu mà mẹ kể lễ dữ vậy hả? Có nhắc là chuyện đã giao kèo thôi, có gì sai đâu. Đúng là tôi có giao kèo với cậu, nhưng mà số tiền không được như là mình tính, mà cũng tại cậu hết trơn á. Tại sao lúc đó không trổ tài ăn nói ra để cho họ móc vào bao ra? Học đây cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng, tôi không phải nhào ra tôi nói giùm hay sao? Trời ơi là trời, tức quá đi mà. Chuyện gì của một mình tôi làm, con gái đâu, con rể đâu mà như người dân nước lã vậy? Mẹ buồn cười quá à. Hả? Bao con sức thép của con tính phủi ra sao vậy hả? Hả? Trời ơi, hai người có em đi cho con nhờ. Chuyện nãy giờ là con bắt đi cái đầu lên được à. Bây giờ không có lo tìm cách á, tính chuyện tiếp theo đi. Ở đó mà đổ qua với đổ lại à. Trời ơi, sao mày vô tích sự quá vậy? Hả? Nhưng con đâu biết gì đâu. Mày không biết. Thôi không rồi biết. Không biết. Thôi. Ủa là ai? Làm gì đánh nó vậy? Đánh nó hả? Thôi liệu. Vô đi. Mày còn cái gì vậy? Mày còn đứng đó hả? Hả? Mày chọc cho tao nghe hả? Hả? Gì đâu? Đánh nó làm gì? Ông Minh đó hả? Thôi liệu. Cái gì mà Minh? Cười quá. Mày thiệt. Bất công quá mà. Làm gì như trâu bò mà cũng không yên thân nữa. Em có đau lắm không? Chị đừng nói vậy. Tại bác gặp khó khăn nên mới vậy thôi. Bả lúc nào mà chả vậy. Mà hai mẹ con càng ngày càng quá đáng à. Nè, hay là mình xin vô nhà khác làm đi. Hoặc cùng lắm hai chị em mình đi làm nhân viên phục vụ cũng được nữa. Mình xinh đẹp vậy, họ nhận ngay. Đừng làm nhà này nữa. Không được đâu. Bác đang gặp khó khăn. Em bỏ đi sao đành. Em tốt thiệt đó. Nhưng em cứ nhịn như vậy hoài hả? Họ sẽ đè đầu cửa cổ em. Em bỏ bác không có được đâu. Đâu chị muốn đi á. Chị đi một mình đi. Em nói gì kỳ vậy? Chị em mình sống nhau đã lâu. Nếu em không đi á thì chị cũng không đi luôn. Đứng đi đợi đi nha, chị lấy dầu sức cho. Chị lấy lẹ chứ nha. Anh Vũ. Ờ, anh Vũ nè. Em đừng để chuyện làm gì. Tính có liệu vậy đó. Cô nói gì kệ cổ đi, hả? Em không có để ý gì đâu. Ừ. Đâu, để anh coi coi, em còn đau không? Em hết rồi. Hết hả? Nói sao em? Con liễu này chị. Anh ra đi, không thôi chị lại làm ầm lên nữa đó. Thôi anh đi nha. Em đừng buồn nữa làm gì hả? Con hãm tài này nữa. Ông vô đây làm gì vậy? Không có gì đâu chị. Đối với cái loại người như ổng á, em không thể nào tin được đâu. Không biết bà Liễu khôn ngoan tới cỡ nào mà rước ổng về. Lúc đầu làm ra vẻ con ông tay to mặt bự, giờ cái lòi cái đu túng thiếu ra. Nhiều lúc thấy ổng vậy, chị không biết người yêu của chị sau này sẽ ra sao. Chắc đẹp trai, một chàng hoàng tử, cưới một con ngựa tới cầu hôn chị. Trời ơi, lúc đó chắc chị hạnh phúc lắm mọi người.
quỷ. Sao lấy cái dầu xuống tôi. Cay quá à. Cô chị xin lỗi. Lâu lâu cho ta mơ mộng chút chứ. Con này luôn tưởng tượng người yêu sau này của mình phải tốt bụng, trung thực. Em không cần anh ấy giàu, chỉ cần anh ấy yêu em thật lòng. Còn chị? Tới rồi nè. Vô phòng tôi nói chuyện. Chuyện đó không đúng. Tôi ở đây với họ từ sáng tới tối, không có thời gian mà chụp mắt. Làm sao mà chơi cá độ được? Tôi đã hỏi anh em công nhân, mọi người đã nhận hết rồi. Mặc dù tôi mới về đây tiếp quản công việc thay cho ba tôi, nhưng tôi biết hết. Tôi tin anh nên đã đề bạt làm quản lý. Lẽ ra anh phải phụ tôi coi sóc công việc chứ. Đằng này anh không cấm, còn hô theo chơi. Anh làm như vậy rồi tôi còn nói ai được nữa. Lần này tôi bỏ qua, nhưng để mọi người không vi phạm, tôi sẽ cắt thưởng và yêu cầu anh viết tường trình để chuyện này không còn lặp lại một lần nữa. Alo. Dạ. Dạ. Con biết rồi má. Con đang giải quyết công việc. Dạ rồi, dạ. Lát nữa con gọi lại cho má sau nha. Dạ, dạ. Khoan đã. Tôi rất thẳng tính, hễ sai thì phải sửa. Tôi thích người thẳng thắn. Tôi nói như vậy anh hiểu rồi chứ? Tôi hiểu. Bởi bởi lại, trải khăn lẹ lẹ đi con. Dạ, dạ. Trải cho thẳng thớm lên. Ừ. Cho nó ngay ngắn lại. Rồi. Dạ. Để đâu bàn đó con? Để đây hả bà? Để đó đi. Dạ. Đây là bàn này để nước uống. Dạ. Còn bàn bên kia để thức ăn. Bà Năm. Dạ. Coi chừng thiếu đủ gì giúp tôi nha. Dạ dạ được rồi bà chủ, để tôi lo. Con để cái này mỗi một cái bàn một giỏ qua. Đi dạ, đi con. Dạ. Sắp ghế ra, sắp ghế ra lẹ đi. Dạ. Ghế này sắp sao bà Năm? Con cứ sắp thẳng hàng, bị tiệc đây là tiệc đứng mà. Thành ra ai muốn ngồi đâu ngồi. Sắp ra đi con. Coi chừng nữa nha con. Dạ. Tắt giùm tôi coi bà. Hình như tôi chưa bao giờ thắt cái cài giác này cho đẹp được. Cũng không biết tại sao nữa. Ông cần gì phải thắt đẹp? Có tôi thắt cho ông rồi còn gì. Nó là nhân vật chính của bữa tiệc mà giờ này vẫn chưa về nữa. Tôi coi ngày rồi, hôm nay là ngày tốt. Tôi phải nói cho nó biết sự thật. Bà... Hả? Xin lỗi. Tại tôi giật mình. Ông nói thiệt hả? Thiệt chứ. Đã đến lúc phải nói cho nó biết sự thật. Nhưng chuyện qua lâu rồi, nhà bên đó cũng không quan tâm. Họ không có liên lạc với mình. Chắc họ quên rồi. Chỉ có mỗi ông á là khăng khăng giữ lời hứa. Thôi quên đi ông. Không được. Là đàn ông thì phải giữ chữ tín. Ông Tâm là bạn thân của tôi. Mặc dù ông chết rồi, nhưng tôi cũng phải thực hiện đúng lời hứa. Chắc chắn thằng Hai sẽ không chịu. Ông cũng biết là nó không thích bị ai ép buộc. Thích hay không không cần biết. Nó là con, nó phải có nhiệm vụ nghe lời cha mẹ.
Nhưng tôi nghĩ là bà đừng nghĩ gì hết. Chuyện này để đàn ông tụi tôi nói với nhau.